Taste mẹ nhanh thật đấy. Đây nha, mình sẽ tô như này nha mọi người. Xong rồi mình sẽ tô đến tay. Trần, anh nói một từ sau anh nói tiếp nha. Trần. Không. Trần. 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 Trần đi. Em nói một từ sau anh phải đoán. Gần đúng ạ. Trần. Trần nhà. Trần. Trần nhà. Trần. Trần Hà Linh. Em chưa nói từ không? Chưa. Bắt đầu chưa? Cây khế. Khế ngọt. Ngọt lịn. Lịn á? Em có từ đấy? Có. Không có. Có. Không có. Có. Lịn gì cơ? Lịn ngắt. Lịm ngắt, ngắt ngứ. Chào chị. Một câu. Tiếp. Anh biết chưa? Nói chữ. Em trước, em vừa thắng xong. Còn không biết em, không biết này. Cây son. Cái gì? Cây son. Son dưỡng. Dưỡng gì? Son dưỡng. Ô, có, son dưỡng có này. Sinh lý. Lý thuyết. Thuyết. Minh Minh khai. Khai tử. Trận. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tập một nửa nha mọi người. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt và sẽ cho mọi người xem kết quả ở cuối video, nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Trận trận chiến. Chấp hết. Hết giờ. Anh Đức vừa bắt óc suy nghĩ vừa chơi game. Rõ. Vâng. Giấc. Giấc mơ. Mơ. Ơ mà. Anh đang mơ màng ấy. Anh Đức thua rồi. Nhĩ. Nhĩ gì? Nhĩ Để mà xuống. Ai trên máy? Nhĩ chùa rồi. Nhĩ chùa rồi. Nhĩ chùa rồi. Nhĩ hết nhĩ rồi. Chịu ơi. Em chịu rồi. Anh Đức thắng. Anh Đức đi chơi đi. Đồ
đầu lúc đầu anh chọn dễ dễ thôi. Mạng là làm sao ấy? trăng trăng khuyết khó đấy mẹ mày, tao bảo dễ mà. Ô dễ mà, quyết thiếu Nguyễn Đức. Xó xa. Xà la thế. Xó xà. Ừ. Xà tít. Tóc. Tít tóc. Tóc, tóc, tóc và lề. Ok không? Tóc. Thôi em chịu không chơi nữa đâu. Toàn từ gì. Thôi em phải làm bài tập đây. Thế tao mày chơi nhá, không chơi bài nữa. Ê. Anh chơi gì, anh chơi chơi gì? Mày đối chấp về, nhanh lên. Ok mọi người. Ok. Ờ. Trải thảm. Thảm hại. Hại. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Hại lắm. Hại lắm là gì? Hại lắm. Hại hồ. Hại. Hại. À, mọi người có thể tham khảo theo mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Chịu.